Các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện. Hôm nay chúng ta lại đến với một tác phẩm của Bùi Ngọc Phúc với nhan đề Thánh Đề Quy Tiên. Mới chớm hè nhưng không khí đã ngột ngạt oi bức. Chỉ cần nhìn bóng nắng rọi xuống sân nhà lúc 6:30 sáng, tôi có thể hình dung ra trời nắng gay gắt sau 10 giờ sáng. Ngồi húp bát cháo đậu xanh cho mát dạ, tôi nói với bà vợ bằng một giọng buồn bã: nắng vỡ đầu như này, chi béo hàng kem, hàng trà đá, còn mấy loại dịch vụ khác, trong đó có xe ôm sẽ ế khách, bởi vì sau 10 giờ không ai dám thò mặt ra ngoài đường. Bà vợ tôi đang sửa soạn lên chùa dự lễ vào hạ, vừa nghe chồng than thở liền động viên: năm nào chả ít khách mấy ngày nóng, rồi đâu cũng vào đấy cả thôi. Lụt thì lút cả làng, lo gì. Ăn sáng, chuẩn bị dắt xe đi làm, bất chợt bà Tư ở đầu xóm chạy sang nói to: cậu biết tin gì chưa? Cụ Thánh Đề chết đêm qua rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại cho chắc chắn: bà có chắc không vậy? Chiều qua cháu vẫn thấy cụ bần chống gậy đi đánh đề. Bà Tư thở dài, nói ngay: người già như chuối chín cây, đâu phải khỏe mạnh hôm trước mà hôm sau vẫn sống. Nói đến cụ Thánh Đề, hầu như ai ở làng Văn Xá đều biết. Ngày trước tên cụ là Bần, cụ đi thoát ly công tác trên tỉnh làm gì, thành tích nổi trội như thế nào, hỏi không ai biết. Tuy nhiên kể từ lúc hết quan hoàn dân, cụ nổi danh là Thánh Đề của làng, bởi vì 1 tháng 30 ngày cụ phán số đề có khi chính xác đến 20 ngày. Cách đây gần chục năm, lúc đó tiền triệu còn rất to, nhưng cụ Bần đã trúng đề được hơn 100 triệu. Danh xưng Thánh Đề cũng từ đó mà có. Tin tức về việc cụ Thánh Đề quy tiên đã lan nhanh khắp 3 thôn 9 xóm của làng Văn Xá. Người khác chết như nào, ít người bận tâm, nhưng bậc Thánh Đề như cụ Bần quy tiên khiến mọi người đều ngóng đợi tờ cáo phó. Không nói ra miệng vì bất tiện, nhưng trong thâm tâm, ai cũng muốn là người đầu tiên được đọc tờ cáo phó, bởi vì Thánh Đề quy tiên rất linh. Có khi hôm nay đề sẽ nổ đúng tuổi của cụ. Gần như bà con cả 3 thôn đều bỏ hết công việc, mọi người bí mật cử người thân tín trà trộn vào nhà cụ Bần để dò la tin tức. Nhìn trời nắng như đổ lửa, bà vợ tôi nói với vẻ hiểu biết: nóng như thế này, chắc bên nhà cụ Bần sẽ phát tang sớm thôi, để lâu sẽ ươn hết cả người chết. Tôi khẳng khái nói ngay với vợ: thôi, nghĩa từ là nghĩa tận, hôm nay tôi sẽ nghỉ làm để qua bên đó phụ giúp một tay. Đúng 10 giờ sáng, sau mấy tiếng ngồi uống trà nguội để hóng, cuối cùng tờ cáo phó đám tang cụ Thánh Đề cũng được dán ngay trước cổng. Dù gia đình chưa phát tang, nhưng từng tốp người đã xúm lại xem tuổi của người chết. Nhìn con số 75 là số tuổi của cụ Thánh Đề, nhiều con bạc đã vội vàng sắm vàng mã rồi thắp hương xì sụp khấn vái để cầu may. Thành tâm nhất trong đám con bạc không ai khác là mụ Phượng chuyên ghi đề. Sau khi gạt hết đám cờ bạc, mụ Phượng đốt liền 3 nấm nhang rồi quỳ rạp người xuống khấn vái trong bộ mặt đầy thành tâm và đau khổ. Đứng ngay phía sau nên tôi đoán mụ này đang khấn cho cả làng trượt đề. Kiên nhẫn đợi mụ Phượng làm xong thủ tục tâm linh, tôi dúi vào tay mụ đăng ký xe máy rồi nói nhanh: chị cho em đánh con 75 và 76 gấp đôi ngày thường, em cũng đánh luôn đầu 7 cho chắc ăn. Mụ Phượng ghé tai tôi nói nhỏ: cụ Thánh Đề quy tiên vào giờ đẹp, kiểu gì hôm nay cả làng đều trúng, em chơi lớn luôn đi, chả mấy khi thành cho lộc. Do thầy cung bấm giờ nên việc tổ chức đám tang của cụ Thánh Đề được khẩn trương thực hiện. Thầy phán: nếu trước 6 giờ chiều nay gia đình không hạ huyệt cụ, như vậy phải đợi thêm 3 ngày nữa mới có ngày đẹp. Mấy người con cụ Thánh Đề trụm đầu bàn bạc. Sau cùng mọi người chọn phương án đem cụ đi chôn sớm, bởi trong tiết trời nóng như đổ lửa, nếu quản xác cụ trong nhà 3 ngày, lúc đó mọi người sợ cụ Thánh Đề sẽ bị thiêu vữa ra. Cả buổi trưa, đám tang của cụ Thánh Đề kèn trống tưng bừng,
Ai vào viếng cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng khuôn mặt họ đều ánh lên những tia hy vọng. Nhiều con đề cẩn thận, lúc đi quanh quan tài của cụ, họ đưa tờ ghi đề xoa nhẹ dọc quan tài để lấy khước. Trước lúc đưa cụ ra đồng, cả làng văn xá nhộn nhịp bất thường. Mọi người tranh thủ đánh con 74, 75 và 76 cho kín kẽ. Đúng 5 giờ, khi trời vẫn nắng chang chang, cụ Thánh Đề được đám trai đinh long trọng làm lễ di quan ra nghĩa trang sau làng. Trước khi ra đến nơi hạ huyệt, màn chèo đò đã được thực hiện theo di nguyện. Làng văn xá có phong tục, trẻ làm ma, già làm hội. Chính vì vậy, hễ cụ nào trên 70 quy tiên, việc chèo đò sẽ diễn ra một cách rình rang. Màn chèo đò được thực hiện khá lâu, dù trời nắng như đổ lửa. Số tiền được ném vào nón cũng không ít. Tuy nhiên, mấy bà vãi vẫn hát ê a rồi tiếp tục khua mái chèo, dường như không muốn cập bến. Đợi mãi không thấy đò vào bến bờ, mụ Phượng ghi đề sốt ruột kêu to. Thôi, mấy bà cho đò cập bến đi, quan tài đã nặng mà lại chèo kiểu đó, rồi sẽ bị đắm đò. Nhanh, để chiều nay tôi còn phải đưa cả làng vào bờ an toàn. Đứng dưới gốc cây nhãn, tôi tu gần hết nửa chai nước cho đỡ khô cổ. Thấy mụ Phượng bồn chồn lo lắng, tôi ghé tai nói nhỏ, chị đầy hết bàng đề cho đứa khác ôm. Hôm nay cụ Thánh Đề quy tiên, kiểu gì đây chẳng nổ đâu bấy. Dưới sự nhiệt tình góp sức của cả làng, cuối cùng cụ Thánh Đề cũng đã mổ yên mà đẹp trước 6 giờ tối. Ngay sau đó bà con dân làng ngồi từng tốt để buôn chuyện và chờ hóng kết quả xổ số. Trái với kỳ vọng của mọi người, đề hôm nay về 81, khiến cả làng như chết lặng. Bởi nhiều người muốn đổi vận nên đánh đề số tiền khá lớn. Nhưng cụ Thánh Đề đã không phù hộ cho đám tham tiền, trong đó có tôi. Buồn vì tiếc tiền, lại lo bị mất con xe kiếm cơm, nhưng tôi vẫn thất thểu bước sang nhà cụ Bần để uống chén rượu nhạt theo lời mời của gia chủ. Vừa nhìn thấy tôi, cậu con trưởng của cụ Bần đã hào hứng khoe. Số em may quá, lúc ông cụ nằm xuống chưa biết xoay đâu ra được một số tiền lớn. Do nhớ ra, cụ nhà em được dân làng xưng tụng là Thánh Đề, nên em dồn gần hết tiền, phang con 81 là tuổi của cụ. Sau đó, em phang tiếp con 82 cho chắc ăn, bởi vì nam thỏ, nữ thụt. Tôi ngớ người, chỉ tờ cáo phó rồi hỏi. Cụ nhà mình năm nay thọ 75 tuổi, lấy đâu ra 81? Người con trưởng cụ Bần hiểu ra ngay. Anh ta ghé tai tôi nói nhỏ. Bác không biết đó thôi, hồi con đương chức, chính cụ nhà em đã sửa lại giấy tờ để kéo dài thời gian công tác thêm 6 năm. Ngày đó, dù chỉ là chức phó phòng thôi, nhưng có nhiều bổng lộc. Vì thế cụ nhà em nhờ vào giấy tờ khai man, ngôi hưởng lộc, mãi đến năm cụ nhà em 66 tuổi mới về nghỉ hưu. Tờ cáo phó, em ghi theo giấy tờ đã báo từ ở xã. Còn thực tế cụ nhà em 81 tuổi rồi. Em không ngờ để hôm nay về đúng thế thật. Cụ nhà em không hổ danh là Thánh Đề. Tôi lắp bắp hỏi như người mất hồn. Giấy tờ quan trọng như vậy mà cũng sửa lại được hả? Anh con trưởng cụ Bần gật đầu xác nhận. Y thầm thì cho tôi biết, bác không công tác ở cơ quan nên không biết. Việc sửa tuổi không phải riêng cụ nhà em đâu. Nhiều ông cán bộ đều như vậy hết. Giấy tờ bằng cấp, các bố còn dùng đồ già được. Huống chi là việc nhỏ này. Chứ có bồng lộc là có thật. Nốc cạn chén rượu cho tiêu sầu, tôi ngước nhìn bức di ảnh của cụ Bần. Do không kìm nén được xúc động, nên tôi nấc lên rồi hét. Thánh Đề ơi, cụ làm khổ con với cả làng văn xá rồi.